Đi xem bóng đá còn được ngắm thác nước ư? Chiều thế này có khác gì trốn bồng lai tiên cảnh? Nếu mà bên cạnh có hai ba em chân dài, quần tụt áo xệ nữa thì đúng là động thiên tài lừng danh thiên hạ. Nhưng đó lại chính là Old Trafford vĩ đại ngày nào, một trong những sân vận động nổi tiếng bậc nhất thế giới. Quả là đau lòng cho các cổ động viên Man United. Trong ngày thầy trò Erik ten Hag không thể tạo ra chút phẩm giá nào ở trận đấu với Arsenal, thì ở trên khán đài những tiếng hô vang cổ vũ chẳng còn. Bởi lẽ cổ động viên Quỷ Đỏ còn đang mải tìm cách trú mưa. Cụ thể, một phần mái che của Old Trafford không chịu được cơn mưa tối qua và để cho nước dội như thác chảy xuống khán đài. Người hâm mộ ở khu vực này buộc phải sơ tán thay vì hứng chịu dòng nước mạnh từ trên đầu chảy xuống. Hệ thống mái che xuống cấp trầm trọng khiến nước trút xuống khán đài Stamford Bridge và khán đài phía đông. Chứng kiến cảnh tượng này, các cổ động viên đội khách Arsenal hát vang: Old Trafford đang sụp đổ. Các vị trí khác của Old Trafford cũng xảy ra tình trạng dột nước, không đến mức như thác chảy nhưng cũng khiến cổ động viên ướt người nếu không né tránh. Đây là tình trạng khó chấp nhận với một câu lạc bộ giàu có và nổi tiếng toàn cầu như MU. Lượng nước trút xuống nhiều đến mức một số khu vực đường biên ngập nước và phòng thay đồ của Arsenal cũng ướt sũng vì mái nhà bị dột. Bên dưới các video là hàng ngàn lượt bình luận buồn thương cho Man United. Bây giờ thì ai muốn chê đội bóng này nữa đâu, bởi đến cái vấn đề tối thiểu là cơ sở vật chất của Quỷ Đỏ cũng ở dưới đáy xã hội. Tài khoản Twitter có tên United Exclusive, một tài khoản uy tín cho cộng đồng hâm mộ Man United trên mạng xã hội, đăng tải video cho thấy hình ảnh nước mưa dột từ trần nhà xuống sàn nhà và khu vực thay đồ của đội khách. Không chỉ vậy, hình ảnh phòng thay đồ mà Man United bố trí cho Arsenal trước trận đấu cũng khiến cộng đồng mạng không tin vào mắt mình. Cách sắp xếp căn phòng này có vẻ sơ sài, hoàn toàn không giống như các giải đấu lớn khác trên thế giới. Thậm chí, nếu so với phòng thay đồ của một số đội bóng Việt Nam hiện nay, sân Old Trafford cũng sơ sài hơn hẳn. Các cầu thủ Arsenal không có ngăn tủ riêng, quần áo đấu được treo trên một hàng móc gắn lên tường, ghế ngồi là loại bằng dài. Câu lạc bộ này đã mục nát ở mọi khía cạnh. Một cổ động viên Man United bình luận dưới video được đăng tải trên mạng xã hội X tối ngày 12 tháng 5. Giờ người ta mới nhớ lại những gì Cristiano Ronaldo chia sẻ trong cuộc phỏng vấn nổi tiếng với Piers Morgan cách đây khoảng 1 năm rưỡi. Cụ thể, CR7 chia sẻ như sau: "Sự cải thiện là con số 0. Kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi, tôi không thấy sự phát triển nào bên trong câu lạc bộ. Không có gì thay đổi. Sir Alex hiểu rõ hơn ai hết, MU không đi trên con đường mà họ đáng lẽ phải đi. Ông ấy biết và mọi người đều biết. Những người không thấy điều đó là vì họ không muốn thấy. Họ bị mù. Tôi nghĩ cổ động viên MU cần phải biết sự thật. Những kế hoạch manh mún không giúp câu lạc bộ đạt đến đẳng cấp của Man City, Liverpool hay thậm chí Arsenal." Tất nhiên, đứng trên khía cạnh nghề nghiệp, một cầu thủ đang ăn lương của câu lạc bộ mà lại đi vạch hết những điều không tốt ra cho người khác nghe là hành vi thiếu chuyên nghiệp. Song phải công nhận là có nhiều thứ mà Ronaldo nói rất đúng, đặc biệt là khía cạnh cơ sở vật chất. "Không có gì thay đổi kể từ khi tôi rời đi. Hồ bơi, bể sục, thậm chí cả phòng tập, thậm chí một số công nghệ, kể cả những đầu bếp mà tôi đánh giá cao, những con người đáng yêu. Tôi nghĩ mình sẽ thấy công nghệ, cơ sở hạ tầng mới. Tôi đã thấy những thứ mà tôi chứng kiến năm 20 tuổi." Ronaldo nhận xét. Hồi tháng 10 năm ngoái, Liên đoàn bóng đá châu UEFA thông báo Vương quốc Anh sẽ là chủ nhà của vòng chung kết Euro 2028. Danh sách 10 sân vận động đăng cai tổ chức giải đấu cũng được chọn xong. Và Old Trafford, sân nhà của MU, không có tên. Thoạt đầu, đây là điều bất ngờ, bởi nhắc đến sân vận động danh tiếng nhất xứ sở sương mù, chắc chắn không thể thiếu nhà hạt của những giấc mơ. Tuy nhiên, nếu dừng lại suy ngẫm trong giây lát, chúng ta có lẽ chỉ chép miệng để rồi chấp nhận sự thật phũ phàng. MU nói chung và Old Trafford nói riêng đã quá tụt hậu so với thời đại, nên việc sân nhà của Quỷ Đỏ không được UEFA lựa chọn đăng cai Euro 2028 cũng hết sức bình thường. Đó là hệ quả của sự mục nát mà MU đang phải trải qua dưới sự nắm quyền của nhà Glazer, chủ sở hữu của câu lạc bộ. Old Trafford đã xuống cấp nghiêm trọng theo năm tháng, song giới chủ Mỹ hoàn toàn làm ngơ, họ bỏ bê tất cả. Những người chủ của câu lạc bộ, nhà Glazer, họ không quan tâm. Ý tôi là về mặt chuyên môn thể thao, họ không quan tâm. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với họ, không bao giờ. Ronaldo khẳng định như vậy trong bài phỏng vấn. Jan Glazer và Abraham Glazer, những người có quyền lớn nhất tại Old Trafford, trước khi nhường lại quyền điều hành cho Sir Jim Ratcliffe, hiếm khi công khai giải thích với công chúng về tình hình câu lạc bộ. Họ thường tỏ ra né tránh và thờ ơ khi đề cập đến đà sa sút của MU. Điều này khác hẳn với Josh Kroenke, con trai của tỷ phú Stan Kroenke tại Arsenal. Kể từ khi nắm quyền điều hành đội chủ sân Emirates, Josh thường xuyên xuất hiện trên truyền thông đề cập đến chiến lược phát triển câu lạc bộ, cũng như giải thích nhiều quyết định chuyên môn. Tất nhiên, điều này không giải thích hoàn toàn cho thành công của câu lạc bộ, song nó phản ánh sự quan tâm của giới chủ với đội bóng. Giới chủ người Mỹ của Arsenal hay MU từng bị cổ động viên chỉ trích thậm tệ trong quá khứ. Thế nhưng Arsenal đang có dấu hiệu trở lại mạnh mẽ nhờ chiến lược đúng đắn nơi thượng tầng. Còn MU, như lời Ronaldo nói, rất khó để Quỷ Đỏ trở lại vị thế hàng đầu trong 2 hoặc 3 năm tới. Từ cái vấn đề tối thiểu là sân bãi, đội bóng nhiều chức vô địch Premier League nhất xứ sở sương mù cũng kém xa so với các đội bóng Big Six. Tottenham vừa xây sân mới, Emirates nổi tiếng với sự hiện đại,
Liverpool, Chelsea và Man City tuy sân không to nhưng luôn được đầu tư cải thiện chỉn chu. Trừ Old Trafford, một thập niên qua, MU chi 118 triệu bảng để cải tạo sân Old Trafford, con số kém xa sân Anfield của Liverpool 278 triệu bảng, Etihad của Man City 374 triệu bảng hay sân của Tottenham 1,4 tỷ bảng. Bên cạnh sân Old Trafford, trung tâm huấn luyện Carrington cũng không được đánh giá cao về tính hiện đại. Hệ quả đến rất nhanh. Tháng 4 năm 2019, một phần mái của sân Old Trafford bị thổi bay vì cơn bão trước trận Derby Manchester. Nhiều người hâm mộ còn kể lại với truyền thông Anh rằng thường xuyên thấy chuột chạy quanh sân. Old Trafford từng là một trong những sân bóng hiện đại nhất thế giới, nhưng trong vài năm trở lại đây, hàng ổ của Quỷ Đỏ không còn được chăm chút kỹ nếu so với các đối thủ tại Anh. Trong bối cảnh Man City, Arsenal hay Liverpool liên tục áp dụng các công nghệ hiện đại vào tập luyện hay đào tạo trẻ, MU có vẻ như đi lùi. Thành tích của các đội trẻ MU tại nước Anh trong thập niên qua kém xa so với Arsenal, Chelsea và đặc biệt là Man City. Lần gần nhất một đội trẻ của MU vô địch Premier League 2 hay giải U18 ngoại Anh, hai cấp độ quan trọng nhất của bóng đá trẻ xứ sở sương mù, đã cách đây 7 năm. Trong quãng thời gian nói trên, đội U18 và U21 Man City có 6 chức vô địch nước Anh, trong khi đội trẻ Chelsea hay Arsenal cũng từng đăng quang. Thành tích ở cấp độ trẻ phản ánh phần nào năng lực của các lò đào tạo. Cựu huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer từng nói về sân Old Trafford thế này: kéo rèm ra, bạn sẽ thấy nơi này đã bị bỏ quên. Họ để thời gian bào mòn nó, chỉ thay đổi một vài chỗ không có gì đặc biệt, đôi khi là một vệt sơn và nhờ ai đó vá những lỗ hổng trên mái theo cách riêng của họ. Đó giống như là một biểu tượng cho sự suy tàn của câu lạc bộ. Solskjaer đã đúng. Từng là một trong những sân vận động đăng cài World Cup 1966 và Euro 1996, song Old Trafford đã không tổ chức một trận đấu đỉnh cao nào ở môn thể thao bóng đá nam kể từ trận chung kết Champions League 2002-2003. Năm xưa, Sir Alex từng gọi sân nhà của Man City là ngôi đền của sự diệt vong. Nhưng có lẽ đã đến lúc cái tên này nên được nhường lại cho Old Trafford.